Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Và ngày hôm nay thì cho em xin phép được phối ghép thành một bộ nguyên của Pioneer. Và cặp loa ngày hôm nay em đang sử dụng đó là cặp loa Pioneer CSF7000 với mức giá là 5 triệu rưỡi cộng với âm ly là 4 triệu, cộng với đầu đĩa 1 triệu 2. Vậy chúng ta có một bộ rất chi là ok, rất rẻ tiền, chỉ đâu đó khoảng chừng tầm chục triệu. Mời anh em cùng nghe nhạc và chúng ta cùng đi sâu vào cặp loa sau. Vâng, vừa rồi là anh em chúng ta cùng nghe một đoạn nhạc test. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết của cặp loa Pioneer CSF7000 ngày hôm nay. Được thiết kế với cấu tạo là 3 miệng loa, hay còn gọi là 3 tuyến loa, với màu là màu đen ghi. Góc cạnh thùng loa rất đẹp. Nó được thiết kế với bát 25, gân là gân vải này. Riêng cái dòng gân vải thì anh em yên tâm là sẽ không phải lăn tăn về vấn đề là sẽ bị hỏng hay không. Và cái gân này của nó đang còn rất tròn và trịa luôn, tròn đều luôn. Màng bát giấy thì anh em đều biết rồi, cái chất âm của nó như thế nào anh em vừa nghe là đã biết. Riêng màng bát giấy, tiếng nghe nhạc của nó sẽ rất êm và ấm. Chung của nó cũng đang sử dụng là gân à, cũng là gân vải luôn. Và tép của nó cũng là gân vải. Cổ loa rất đẹp, mới choang luôn. Cổ tép đây, vàng ươm, có dấu hiệu của Pioneer này. Đây là củ bát. Bát này nó rơi vào chừng tầm 11, 12 xăng. Xương là xương sắt, nhẹ đây. Riêng dòng ép 7000 thì nó sẽ có cái lỗ ở đây này, sử dụng để là khi chúng ta cái loa của ta nó chạy lên chạy xuống như này thì cái lỗ đấy sẽ là cái lỗ thoát khí, nó sẽ làm mát cái phần côn này. Từ của nó này còn rất mới. Bao cho anh em luôn là xịn zin 100%. Đây là phần phân tần của loa, bông thủy tinh, ở đây là lỗ thông hơi. Bắt lại đi. Và đây là một chút thông số kỹ thuật của nó này. Với công suất của nó là 70W trên một chiếc và trở kháng là 8 ohm, made in Japan. Bao zin cho anh em tuyệt đối nhá. Căng đẹp nét luôn. Dòng này thì nghe nhạc vàng rất ổn, và nghe kể cả nhạc remix và nhạc trẻ đời mới, hay còn gọi là bolero đấy. Nhạc trẻ đời mới cũng rất được luôn. Đấy, anh em vừa nghe bản test thì anh em đã biết rồi. Và cái giá của cặp loa này thì cho em xin phép được công bố tới quý vị các bạn luôn là giá là 5 triệu rưỡi cặp loa này. Đấy, chỉ có 5 triệu rưỡi một cặp loa Pioneer, một thương hiệu nổi tiếng, và một sản phẩm này cũng có một cái tên tuổi rất lớn trong giới audio nghe nhạc.
Anh em, những anh em nào chuyên nghe nhà vàng thì rất khoái gặp loa này, bởi vì nó đang sử dụng cấu tạo là chép giấy và trung giấy, bát giấy, và bát của nó là bát lòng tô. Rồi, cuối cùng thì số điện thoại của em trên góc màn hình, anh em cần thì liên hệ qua số điện thoại đó. Địa chỉ nhà em là 752 đường Điện Biên, thành phố Nam Định. Không thể tránh được những điểm sơ sát nhỏ, nhưng mà về tổng thể thì cặp loa này là rất đẹp. Đây. Giá yêu thương nhất cho anh em, cho CF, cho phép em nhắc lại, đó là 5 triệu rưỡi. Số seri của thùng loa của chiếc bên này là 30333. Rồi, cuối cùng thì cho em cảm ơn anh em, quý vị, các bạn đã ủng hộ kênh của bên em. Thêm một lần nữa, xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau.